Suy nghĩ không biết làm sao mà quý vị giác thăng vô đây ngồi đây, trời thì nắng, đi xe thì nó xa, ở nhà có máy lạnh, rồi ở nhà ăn cái gì nó cũng khỏe, mà không biết tại sao mà quý vị giác thăng vô đây ngồi đây, không hiểu không? Chắc có lẽ là cũng hưởng được cái gì trong kinh điển Đức Phật đấy, quý vị mới giác tới đây. Thì nói cho quý vị sẽ biết, quý vị chắc chắn là mình làm một cái việc gì nó phải có cái an lạc, cái niềm vui trong đó, mình mới quyết chí đi theo con đường đó. Thì chắc chắn là quý vị đã hưởng được từ cái lời Đức Phật cho chúng ta có được cái suy nghĩ hay là cái cuộc sống được an lạc, mà có đó gần như ở đời là ai cũng mong cầu chuyện đó nha. Thì thưa quý vị á, là như nhiều lần mà thưa quý vị đó, là học đạo, cái câu này giống như câu thần chú vậy đó, học đạo để giác ngộ, học đạo để giải thoát, chứ không có học đạo để đó mà nghe nha, hay là nhờ giả nha, cái đó không có vô cái lớp này. Quý vị bước vào cái lớp này là học đạo để giác ngộ và học đạo để giải thoát. Hai cái từ đó quý vị đừng có nghĩ nó sâu gì hết á. Có nghĩa là cái giác ngộ ở đây có nghĩa là quý vị hiểu hơn những người bình thường, hiểu được cái bản chất, cái cốt lõi của vấn đề đó. Mà đa số cái bản chất, cái công việc ở đời á, những cái sự việc ở đời nó làm chúng ta khổ đau rất là nhiều. Mà bây giờ chúng ta hiểu được cái cốt lõi, cái tỷ của nó rồi á, nguyên nó hộ nguyên hình rồi á, thì chúng ta không đam mê, không lưu luyến, không thích nó nữa, thì chúng ta có được cái gì? Cái an lạc thôi, cái giải thoát thôi. Rất là sướng. Nên nhiều lần nó nói cái gì đó, học đạo là phải sướng. Ai nói học đạo mà cực là khổ là coi chừng học sai. Không nói thẳng thừng lại đó, chứ không có méo mó gì hết á. Tại vì cái gì nghĩ là coi đây, cái khổ mà cái gì nói là ăn chay rồi niệm Phật rồi dậy sớm dậy khuya, cái đó nó cực thôi. Mà cái đó chúng ta làm sai. Phật đâu có ép quý vị dậy sớm, đúng không? Đâu có ép quý vị quỳ lại ổng đâu. Mà do cái tâm niệm chúng ta cứ nghĩ chúng ta lấy cái khổ đau đó đổi lại cái Phật ổng cho. Sai rồi. Cái giáo lý cốt lõi nhà Phật không phải chỗ đó. Cái đó là do mình nghĩ theo cái kiểu người phàm phu của mình á. Mình có một cái gì gọi là cực khổ đó thì chắc ông thánh ông thần lại cho mình chút này. Cái đó là mình dạy nha. Mà nói thẳng thừng ra là mình ngu quá, làm cực ráng chịu à, chứ cái này không có bù lại được. Mà nói thẳng thừng ra đó là cái vị làm trúng quy luật nhân quả, có nghĩa là cái vị tu đúng đường lối Đức Phật thì cái đó Phật không có cho. Tự động cái vị có cái nhân có cái quả. Đơn giản giống như bây giờ quý vị xăng, là quý vị thấy cái xăng nó có đưa đến hạnh phúc không? Không có một cái xăng là đưa đến hạnh phúc cả. Bây giờ tập lần lần bớt xăng, bớt bực bội đi, có được cái hạnh phúc. Cái đó Phật cho hay là đâu? Không có, Phật không có cho. Mà giờ cái đó nó thẳng thừng ra là mình không, mình thực hiện trúng được cái an lạc vậy thôi nha. Đạo Phật không hề có một cái chút nào mà chúng ta không thể không cởi mở, chúng ta không nói được. Tại vì cái việc học cái giáo lý thấp ở dưới đó,
nói nó đụng chạm, nói nó không có thoát ra được. Còn cái giáo lý mà đích thực của Đức Phật đó là không có gì mà trong sáng như ban ngày vậy đó. Thì quý vị nhớ, quý vị tới một bữa ở đây học một cái gì đó rồi về, phần còn lại đó, ở đây cái chư tăng chư ni là bổn phận trình bày những giáo lý, nhưng mà cái phần còn lại kết quả hay không là quý vị đi nha. Số phận quý vị không thể giao cho tăng ni giáo thọ, mà đặc biệt cũng không giao cho Phật được nữa. Quý vị giao cho Phật là thất bại đấy, giao cho tăng ni càng thất bại hơn nữa. Tăng ni chịu trách nhiệm, Phật chịu trách nhiệm nói cái phương pháp cho quý vị thôi, còn thành đến kết quả như thế nào là do tự quý vị tư duy, tự quý vị tu tập mà có. Cái đó là cái trong giáo lý là Phật gọi là cái bình đẳng hay là cái tự do. Cái giáo lý nhà Phật đến mức độ đó đấy. Vậy đó mà quý vị nghĩ xã hội này còn có cái xã hội nào mà nó có bình đẳng cao hơn nữa không? Gần như không có. Thì mong rằng là quý vị học giáo lý nhà Phật, rồi chúng ta gọi là giác ngộ, rồi chúng ta giải thoát. Gần như chúng ta khổ ở đời là nó có hai cái món thôi. Quý vị thả được hai cái món, ở đây có nghĩa là quý vị nhẹ thôi nha, chứ chưa có giải thoát được đâu. Nhẹ được hai món này là quý vị được hạnh phúc cuộc đời. Đó là chúng ta khổ ở đời nó chỉ có hai món, là một là ngã, hai là ngã sở. Quý vị ngồi tư duy thiền định lại coi, ngoài hai cái này không có cái nào làm quý vị khổ được nữa. Cái ngã có nghĩa là chúng ta tự cho chúng ta là sống dai, sống dài, sống tốt không, không được quyền hư, không được quyền mà già. Nó vô ngã đấy, nhưng mà chúng ta không có quan niệm, do chúng ta không hiểu được cái quy luật của chúng sanh hữu tình là sanh già bệnh chết. Phật ông nói rõ ràng mà chúng ta còn tin nữa. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta sống khỏe không, rồi chúng ta cứ cho chúng ta là quan trọng trong cuộc đời này không, rồi người ta không đáp ứng lại, không tôn kính, không nhờ gì nào, chúng ta khổ đau, đúng không? Áp dụng trong gia đình coi, bữa nào mà mẹ ba anh chị em gì gia đình mà em mà nó không lên tiếng, nó không chào trước cái chuyện gì xảy ra, còn mình không con mình là thành viên là gì trong gia đình hết, bữa đó chắc có lẽ nó quên, thôi bỏ đi, vô nhà khỏe không? Khỏe. Rõ ràng là Đức Phật chỉ mình bỏ cái bản ngã là mình được hạnh phúc, chứ khi bỏ cái đó có mất không? Không hề mất cái gì cả mà chúng ta đổi lại được cái hạnh phúc. Tập đi, chỉ có bao nhiêu, thứ nhất là cái bản ngã, rồi chúng ta thấy bản ngã chúng ta người này người kia đủ thứ hết, chúng ta cứ cho là chúng ta quan trọng cả, mà người ta không thể hiện là cái mong muốn như mình muốn á, cái suy nghĩ của mình là khổ đau thôi. Bây giờ mình là ơn mình bỏ suy nghĩ đó đi, là bỏ cái bản ngã đấy, là cái việc đi đâu, sống ở đâu, làm cái gì hạnh phúc ngay lập tức. Một cái đó nó hành xác dữ lắm đấy, trong giấc ngủ nó cũng không tha quý vị đâu. Nếu mà người có tu tập tốt thì loại trừ nó khỏe lắm. Cái thứ hai mà cái ngã sở là những cái gì là của nó hành quý vị cũng tối ngày, nhà của, xe của, điện thoại của. Xe của ông kia mất, xe ông kia hư, mình có ảnh hưởng gì không? Không, không buồn miếng nào cả. Nhưng mà chiếc xe mình hư có chuyện à? Thấy chưa? Trên cuộc đời này nó chỉ có hai cái món đó, nó hành xác chúng ta khổ thôi. Thì bây giờ mình học đạo để làm cái gì? Nhìn giống như cái kiến chữ yêu vậy, rọi vô nguyên hình của nó. Có nghĩa là chúng sanh hữu tình là theo cái quy luật Phật nói là sanh già bệnh chết. Nhìn coi đúng không? Tự hồi giờ có ai sống không chết không? Có. Mình cứ thường xuyên quán chiếu liên tục tới lui, mình tìm ra không có ai cái gì mà sửa lời Đức Phật được hết. Có nghĩa là cái não của mình ấy, cái này là chính cái não nha, cái này là chính cái vị thiền định tư duy mà có. Hiểu cái đó là cái chân lý. Mà khi chân lý nó có từ mình không? Không. Đứng trước cái sanh và mình chết nhẹ chưa? Chưa có giải thoát nha, nhưng mà nhẹ nó. Như nhiều lần sư nói đó, là cái tủ già cái việc không cho nó cái quyền quên là thua rồi,
mà cái miệng nói cái tuổi già là nó được quyền quên. Thấy khỏe chưa? Cái tuổi già mà giống như là buổi sáng thức dậy là nó bệnh là tất nhiên thôi, lấy thuốc uống vô thôi à. Chứ đừng cấm nó là mày phải khỏe hoài à. Không có chuyện đó được. Cái tuổi đó là dành cái tuổi mới sinh ra. Lớn lớn chút, cái sức khỏe nó tốt. Vậy thôi. Thì mọi vật trên đời mình chỉ khổ có hai món này. Hôm nay chúng ta tới để học đạo, để hiểu biết được cái bản chất của sự vật đó. Nhìn thấy được cái bản chất của sự vật, chúng sanh hữu tình là sanh và mình chết, chúng sanh vô tình là bất cứ cái vật nào nó cũng thành hủ hoại thôi. Phải nhận thức và sống đúng chu trình của nó. Được cái gì? Sướng, khỏe tơn thôi. Bây giờ chiếc xe hư cái bị có khóc cái nữa, nó có lành là được không? Không. Tại mình đi khóc làm chi vậy? Thôi đi kiếm tiền trước sau cũng sửa, thôi khóc làm chi. Thấy chưa? Chúng ta bị điên đảo. Chúng ta hiểu sai cái bản chất cuộc đời quá. Mà nhất là chúng ta hiểu sai về Đức Phật quá nhiều. Đức Phật chúng ta là nói cái sự thật của cuộc đời mà chúng ta không chấp nhận nó. Thì mong rằng cái việc tới học cái này là học những cái giáo lý xong rồi qua quá trình tư duy thiền định, cái việc thấy cho được cái bản chất của sự vật của cuộc đời đó. Rồi cái việc sống đúng của nó là cái việc khỏe thôi. Chúng ta đến là học đạo để sống sướng, sống khỏe thì chứ đừng có nói tới là học để làm thành thánh gì cả. Nha. Đúng không? Đức Phật có khi nào ông thành Phật, ông mọc thêm hai cái lỗ tai không? Không có. A-la-hán thành A-la-hán có ông là mọc thêm cái chân, ba bốn cái chân không? Không. Nhưng mà đứng trước cuộc đời, những cái vật mà ngã và ngã sở gần như không bao giờ đụng tới các vị này được. Người ta, những vị đó sống trong niết bàn, trong A-la-hán. Quý vị nhớ trong ở trong chứng đầu ca Chia Ma Cặc có câu chuyện mà Đức Phật nói họ ông Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật á, là Đức Phật nói là cái thế giới của Đức Phật, thế giới Ta Bà này đó là thế giới tịnh, là niết bàn, là tịnh độ. Mà dưới cái nhìn của ông Xá Lợi Phất á, là cái thế giới Ta Bà này khổ đau không? Thì Đức Phật đưa cái ví dụ ra đó, Đức Phật nói cái ánh sáng mặt trời á, lúc nào nó cũng sáng đúng không? Nhưng mà đối với cái người mù á, thì ánh sáng mặt trời nó cũng không giúp gì được hơn. Nó cũng không tạo điều kiện cho người mù mà thấy được cảnh này cảnh kia. Nhưng mà đối với những người mà mắt sáng á, thì nhờ cái ánh sáng mặt trời đó mà nó sáng tất cả mọi vật trên đời này. Thì Đức Phật hỏi cái lỗi này đó là do cái lỗi của cái ánh sáng hay là cái lỗi của người mù? Nếu mà cái lỗi của ánh sáng á, thì cái người sáng cũng không thấy được, cái người mù cũng thấy được. Vậy á, thì cái lỗi của người cái không thấy cái mọi vật đẹp xung quanh, màu sắc đẹp á, là do cái lỗi của người mù. Cái cuộc đời này hoàn toàn là thánh thiện, hoàn toàn là niết bàn, là cực lạc. Nhưng mà dưới cái mà chúng ta sống đầy khổ đau á, là do chúng ta, đúng không? Do chúng ta nhận thức, chúng ta đam mê vào cái tài sắc danh thực thì nó làm chúng ta khổ. Nó biến từ cái niết bàn nó trở thành địa ngục, từ cái tịnh độ trở thành địa ngục. Còn cái gì thấy ngay cái thời Đức Phật hay là các vị A-la-hán thời Đức Phật, cái thế giới Ta Bà này cũng là tranh giành chức vụ đủ thứ, đúng không? Ăn thua giống y như bây giờ. Nhưng mà dưới cái thời đại của các vị Phật sống với cái chánh niệm như vậy, thì cái Ta Bà này nó là cái gì? Nó là tịnh độ, là niết bàn. Vậy là cái lỗi đó do từ đâu? Đừng chê trách thế giới bên ngoài, mà chê trách từ cái tâm của chúng ta. Đừng có chê trách hoàn cảnh bên ngoài, mà chê trách cái con mắt chúng ta bị mù, không nhìn thấy được vạn vật đẹp xung quanh. Và đó mới là cái giáo lý đích thực của Đức Phật. Chứ không phải Đức Phật chỉ chúng ta cách chạy trốn nha. Chạy trốn nó là cái phương pháp đơn giản nhất. Thì nhắc trước nha, một vài cái ý đó quý vị. Dạy cái kiểu này là suy nghĩ là trái vô án chắc luôn. Có nghĩa là sắp hết tiết mà lại vô án chưa có chạy được bao nhiêu hết. Nhưng mà quý vị nhớ là cái cách dạy đó là lịch sử không quan tâm.
trình bày đa số những cái cốt, những cái giáo lý tu là chính. Còn cái chuyện mà lịch sử đó còn còn bàn bạc, còn tranh giành, còn ái, còn nhiều thứ để nói lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích thêm nha, phân tích cái câu hỏi số 3. Như bữa trước chúng ta, quý vị lật là trang số 33, chúng ta đọc cái đoạn, thêm cái đoạn đầu tiên dễ hiểu nè. Vua hỏi thế nào là thành tín. Na Tiên đáp: thành tín là không còn nghi ngại gì nữa, tin là có Phật, tin là có kinh điển Phật, tin là có các tỳ kheo, có nghĩa là tin có Phật, có Pháp, có Tăng, là có Tam Bảo á. Rồi tin có đời này, đời sau là nhân quả, tin vào việc hiếu thuận với cha mẹ, rồi tin vào việc làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Cái này cẩn thận nha, cái này coi chừng cái niềm tin cái bị không đủ sức dưỡng. Không có chuyện gì xảy ra đó, cái bị tin nhân quả rõ lắm, tốt lắm. Nhưng mà trong gia đình mà nó xảy ra một cái chuyện gì mà giống như là tai nạn hay là gì là thôi à, quý vị mất ngay niềm tin với cái nhân quả ngay lập tức. Quý vị chạy đi cầu xin chỗ này cứu, ông thằng kia cứu, là quý vị mất ngay niềm tin vô quy luật nhân quả rồi. Quý vị thấy chỗ này là quý vị chưa đủ cái niềm tin tuyệt đối vào cái quy luật nhân quả. Khi quý vị có cái niềm tin tuyệt đối rồi, cái chuyện gì xảy ra cũng chỉ mình chết người đi mà. Trong gia đình có chuyện gì xảy ra bất hòa thì chúng ta tin vào quy luật nhân quả. Trong đời kiếp trước nào đó chúng ta gieo cái nhân không lành rồi thì đời này chắc chắn là phải trả thôi. Quý vị có chạy đi gặp bất cứ ai đi nữa, quy luật nhân quả nó cũng tha quý vị được. Nhưng mà chúng ta chưa đủ cái niềm tin chỗ này, chúng ta còn cứ nghĩ là cái quả xảy ra là chúng ta còn nhờ giả bất cứ một cái gì, là chứng tỏ chúng ta không có niềm tin vào tuyệt đối một quy luật nhân quả. À, chúng ta thấy rằng là cái người Phật tử chúng ta mà để hiểu tuyệt đối vô lý nhà Phật chưa đủ đâu, chúng ta phải có quá trình tư duy thiền định sau thì chúng ta mới hiểu được. Rồi tin vào việc làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, vẫn tin được như vậy, tâm liền được thanh tịnh, tức là xa liền được năm điều ác. Đây, nếu mà bình thường là cái này sẽ đọc qua là bỏ thôi, nhưng mà hiểu kinh điển sau cái này càng đặt câu hỏi này. Có nghĩa là khi mà xa lìa được tất cả những cái tính ở trên đó, tức là được năm, xa lìa được năm cái điều ác. Chứ để ý này, có năm điều ác này. Những gì là năm điều ác? Một là tham lam, hai là sân quế, sân nhuế, ba là mê ngủ, bốn là tham đắm các trò chơi, năm là không còn có chỗ nghi. Cái này đó, nếu mà cái việc học Phật học trên số á, là người ta nói là tam ngũ động sử tham sân si mạng nghi, nếu Phật dân số nha. Nhưng mà quý vị thấy ngay chỗ này nè, nếu cứ học Phật học mà đúng mức có quý vị đặt câu hỏi liền. Cái từ đầu tiên này, những gì một có là tham là trúng nè, tham lam là trúng. Thứ hai là sân nhuế, có nghĩa là tham sân là hai cái là đúng này. Rồi thứ ba là mê ngủ, cái này nó không phải là thuộc là mê, cái này nó là có nghĩa là nó thuộc về hôn trầm, là nó sai về ngủ động sử. Và cái thứ tư á, là bốn là tham đắm và các trò chơi. Đáng lẽ trong ngủ động sử á, thì nó là mạng chứ không phải là trò chơi vui. Rồi cái thứ năm là mới hợp với lại ngũ động sử này. Năm là có nghi, là ngũ động sử là tham sân si mạng nghi nha. Năm cái này nó rất là quan trọng, sẵn đây nói luôn, thời gian không quan trọng ha. Cái vị tu bao nhiêu năm sư không biết, cái vị ngồi thiền một ngày 24 tiếng đồng hồ sư không cập, cái vị niệm Phật một ngày 8 tiếng 10 tiếng sẽ không quan tâm. Nhưng mà suốt quá trình tu tập quý vị không hề đá động,
không hề đụng chạm tới ngũ động sử này là cái vị tu gọi là ngoại đạo. Thẳng thừng một câu, có nghĩa là cái vị tu theo đường lối Đức Phật thì cái vị phải tu phải sửa năm cái này: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Bây giờ các chúng ta mới tập tu đi nữa, chúng ta phải đụng tới cái này, loại trừ cái này in ít lần lần. Các vị A-la-hán, các vị Phật phải loại trừ mất luôn cái này. Nhớ ha, bây giờ mình kiểm chứng lại coi, mới đi chùa sân ít, tham ít đúng không? Mới đi chùa 1-2 năm về trước, ngũ động sử rất là nhẹ đúng không? Mà bây giờ chúng ta đi 5-10 năm rồi ngũ động sử nó bự lên thì chuyện gì xảy ra? Chặt hay là trúng đường lối Đức Phật? Đó, nó là cây phước nha, đo coi của chúng ta tu trúng là Phật. Muốn thành A-la-hán từ một người phàm cho đến một vị Phật phải dựa trên cây phước này. Ngoài cái cây phước này, tham ngũ động sử, ngũ lợi sử này ra, không còn có cây phước nào thứ hai để đo các vị tu chứng. Nói vậy có kiểm chứng có đúng không? Quý vị có thấy ông Phật nào tham nhiều không? Có ông Phật nào quýnh lộn không nhỉ? Là sân đấy. Rồi có ông Phật nào si mê quá rồi thành Phật không? Không có đúng không? Có nghĩa là trúng rồi. Đây cũng là cái cách mà chúng ta kiểm tra coi chúng ta tu trúng hay là sai đường lối Đức Phật. Không ít đâu nha. Cái này tôi nói như vậy là không phải ít. Bản thân những vị xuất gia cũng giống nhau không? Không có thấy nó là cái mục đích chính của người tu là chỗ nào. Chúng ta tụng kinh ngày 8 thời, 9 thời, nhưng mà thả tụng kinh ra, thả ngồi thiền ra là đi tham, đi sân, đi si ngay lập tức. Coi chừng. Chúng ta tu bằng cái cách giống như lấy đá mà đè cỏ mà thôi. Mà dở cái cục đá ra lên một cái là ngay lập tức cỏ mọc ngay lên lập tức. Mà cái đạo Phật là mục đích là nhổ cho được cái gốc, cái rễ của cái cây cỏ đó lên. Quý vị để ý coi lại về tư duy thiền định coi, đi tu bao nhiêu năm rồi, đến của đạo Phật bao nhiêu năm rồi. Chúng ta phát triển về cái con đường của Đức Phật, mà đúng hơn là phát triển về cái tánh thiện của chúng ta. Chúng ta tu trúng hay là sai dựa trên cái thước này. Hồi xưa mới vô chùa, Phật tử kêu ngồi đâu cũng ngồi đúng không? Nói cái gì cũng mong Phật, mong Phật. Bây giờ kêu chuyện gì xảy ra? Sụp ngay, ngã lên đấy, cẩn thận đấy, chứ không phải là đơn giản đâu quý vị. Hồi xưa mới đi chùa vô, thầy cô nói dạy cái gì cũng mang hết và cãi, dù cô nói trúng, thầy nói trúng kinh điển cũng cãi lại. Phát triển đấy, mà coi chừng phát triển đi ngược của Đức Phật. Đáng lẽ là tham sân si càng bớt đi, mà cái này tham sân si mình càng phát triển thêm. Thua rồi, chúng ta đi ngược Đức Phật rồi. Mà cũng nhớ, nếu mà cái vị không đụng chạm, không loại trừ, không tu sửa, không bỏ bớt ngũ động sử này đó, tham sân si mạn nghi này đó, đừng có cầu nguyện. Đừng có cầu nguyện về một cái thế giới như Đà ha, là như Đức Phật Thích Ca là ở đâu. Mỏi mệt lắm, không có kết quả đâu. Mà gần như chúng ta tham sân si không bỏ, mà chúng ta cứ cầu lên đó Phật. Cái việc cầu lên đó là một cái tai hại cho Phật, cái niết bàn của Đức Phật trên đó nữa. Mà chắc chắn là không có được. Tham sân si không bỏ một cái điều kiện lên đó làm sao được. Cái thế giới đó để cho những vị mà loại trừ cái tâm nó không còn phiền não mà ở đó được. Vậy đó mà chúng ta làm những cái chuyện nó ngược đời không à. Tham sân si thì không bỏ bớt, mà cầu gì trên đó chơi của Phật. Vậy đó mà chúng tôi vẫn được, vẫn tốt. Thấy chưa?
thích. Quý vị không vào những cái lớp này, quý vị không được nghe những cái mà gọi ở đời nó tới nghĩa là nó sốc sốc ốc á. Nhưng mà không sốc ốc là không có được. Sư có nói là sư cảm ơn cái lớp này, cái trường này cho sư nói những cái mà sư nghiên cứu đúng của Đức Phật, mà sư nói đúng của mình. Cái này không phải do cái bản ngã của sư nha, mà đây là đúng đường lối của Đức Phật. Thật sự cái chùa hư bên đó cũng vậy thôi hà. Những người Phật tử mà thân tính sư đâu có giống nói kiểu này. Bẻ kinh điển hết à, gãi kinh điển ngay hết. Phật tử mà vô cúng cái này cái kia, nhất là cúng mà Phật tử mà cúng số lượng lớn rồi nhiều quá ha, là gần như thầy trụ trì, sư cô trụ trì đó không hề dám đụng tới cái tham sân si của người Phật tử. Mà không hề đụng tới có nghĩa là hại chết cái người đệ tử của mình. Mục đích người ta cúng dường vào chùa để nhờ tăng ni để chỉnh sửa cái tấm lương tật xấu, để có được cái đời sống an lạc hạnh phúc, để người ta thăng tiến trên cái đạo đức, thì cái đó mới gọi là cái bù đắp lại cái công ơn người ta cúng dường cho tâm. Còn ở đây không dám đụng, mà để cho càng ngày người ta cúng, người ta có cái địa vị trong chùa là gần như tàn sát người trong chùa. Thấy chưa? Làm trụ trì với tăng ni bộ quý vị nghĩ tới sướng lắm hả? Không phải, cái trụ trì phải không? Hãy khéo nha, cái này là kinh nghiệm thôi à, không giỏi. Quý vị mà cúng dường mã quần cho sư là gần như ít lắm. Biết sao không? Quý vị cúng cho sư là bắt sư bận hoài. Trời nắng mà sư sao con không thấy sư bận cái áo của con? Trời mua cho cái áo ấm vậy đó, mà trời nắng sao con không thấy sư bận cái áo của con? Khổ chưa? Đừng bao giờ nhận cái đó, mà nhận phải cho khéo. Giờ sư muốn mua cái áo đó, đưa tiền đây sư mua, là nó không có còn cái này là cũ áo của người ta nữa. Cái này không phải chạy gì, nhưng mà cái cách khôn khéo để cho người Phật tử đừng sanh có bản ngã, để người ta phạm vào cái con đường đó tội lỗi cho người ta thôi. Cái này là phải những vị trụ trì phải để ý. Thứ hai nữa là liên quan tới tiền bạc vật chất. Ở đây vị những vị sắp trụ trì và những người muốn đi xuất gia nói thẳng à, cẩn thận cái chỗ này. Cái vị dính vào cái này nhưng như tiền tài danh vọng nó là gần như cái vị không có hướng dẫn được cho Phật tử cái gì cả. Tăng ni mà còn tham nặng bởi cái này đó là không có được. Có nhiều người Phật tử muốn cúng số tiền lớn nhưng mà sư không bao giờ nhận. Chia làm 3, làm 7, làm 8 ra. Người ta cúng một số tiền lớn là có điều kiện để bản ngã đã sanh ra đấy. Bây giờ đơn giản sư nó cúng có tượng Phật thôi đó. Một cô có thể là cúng được mấy ba tượng, nhưng mà sư không chấp nhận chuyện đó. Sư nói bây giờ cái tượng đó 1.000 đô, có một cô cúng 300 rồi, cô kia cúng 200 rồi, cô kia cúng 100. Bây giờ 4-5 người Phật tử lên thấy cái tượng đó phải cái tượng của mình, đâu phải Phật của mình đúng không? Lại Phật quan hỷ không? Có bản ngã không? Không. Nhưng mà cái ông Phật đó mà để một người cúng rồi có chuyện lớn xảy ra đó. Đi vô là gần như những người Phật tử khác lại là không quan trọng. Thấy chưa? Cái đó là cái khôn khéo của các vị trụ trì để hướng dẫn cho cái người tín đồ của mình tiêu diệt những cái bản ngã, những cái phiền não, những cái đau khổ nó sắp xảy ra. Cái đời của người tu hành, cái người tăng ni mà đúng, mà cái mà gọi là giáo dục đúng, cái người mà hướng dẫn, mà thương cái người tín đồ của mình đó, cho người ta tu tập tốt đó, là những cái này phải đi. Những cái điều kiện mà nó sanh ra những phiền não đưa đến đau khổ cho tín đồ của mình đó, là cố gắng đừng để nó sanh ra, cái đó là tốt nhất. Chứ còn không khéo là quý vị thấy bây giờ rất là nhiều nha, người ta cúng một số tiền lớn là gần như là tăng những người Phật tử đó nó dựa trên cái vật chất mà nó sanh bản ngã. Mà sanh bản ngã thì chuyện gì của Đức Phật, đường lối Đức Phật đi ngược rồi, thua rồi. Nhớ ha. Thì ở đây chúng ta đang học có nghĩa là ngũ động xử, ngũ
là năm cái mà gọi là Đức Phật ví dụ giống như là than mà than cục vậy đó. Ngũ lợi xử nó nhẹ hơn, trong cái ác kiến nó có biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, nó có năm cái này, năm cái này rất là dễ. Thì năm cái này Đức Phật ví dụ giống như là lửa mà chúng ta đốt bằng lá vậy đó, thì nó dễ dập tắt hơn. Còn ngũ độn xử này đó được ví dụ giống như lửa than vậy đó, tham sân si mạn hi, năm cái này nó ầm ĩ trong đó, thì nó có điều kiện là nó phát sinh. Muốn tiêu diệt ngũ độn xử là rất là khó nha. Thì chúng ta là cái người tu Phật muốn được bình yên phải loại trừ cái này thôi. Còn cái chuyện mà quý vị được an lạc nhiều hay ít là do công năng hàng ngày quý vị tu tập loại trừ nó như thế nào đó thôi. Chứ năm cái ngũ độn xử này không hề đưa quý vị đến một chút hạnh phúc nào cả, mà có đi nữa cũng là hạnh phúc tạm bợ. Quý vị cãi nghe hà, nó ủa sao con tham vậy, hầu con tham mà sanh an lạc hết chứ, con vui chứ bộ, con tham có chức vụ chứ tiền bạc sướng không, vui không? Vui chứ, nhưng mà nhớ cái vui đó cái vui tạm bợ ngắn ngủi. Bây giờ quý vị có chức vụ là một, giỏi lắm là 4, 3, 20 năm lỡ rồi. Rồi quý vị có một cái tài sản lớn như vậy, có một cái tài sản, quý vị có vui không? Vui, phải nói là có vui mới được. Nhưng mà nhớ cái vui đó cái vui tạm bợ, cái vui đó là cái vui ngắn. Tạm bợ có nghĩa là trong cái vui đó nó có mầm mống đau khổ trong đó không? Có tiền có sợ mất không? Có địa vị cho sự sống bình yên à? Rồi cái khoảng thời gian mà cái vị mà có được số tiền cái danh vọng đó, cái vị sống trong bình yên không? Không bao giờ được bình yên, gọi là ngắn ngủi tạm bợ rõ ràng. Cái niềm vui mà trong giáo lý nhà Phật mà mình cứ ngừng tu phải tìm cho được, phải sống được với nó mới được. Đó là một cái niềm vui vĩnh cửu. Vậy là cái niềm vui ở đâu có mà quý vị học đạo cỡ nào xưa biết, nếu mà quý vị không sống được cái mình cái niềm vui mà vĩnh cửu này đó, thì chưa biết gì gọi là niết bàn của Đức Phật, mà chưa biết gì đạo Phật nữa. Cái trong mỗi chúng ta đó nó có cái niềm vui gọi là vĩnh cửu. Cái niềm vui nó có khi mà nó vắng tất cả các phiền não. Tham không có, sân không có, si không có, mạn nghi không có, vắng tất cả các phiền não đó. Chúng ta đang sống trong cái trạng thái vắng bặt cái đó. Cái đó là cái niết bàn. Cái đó gọi là cái giải thoát hay là cái niềm vui vĩnh cửu. Tại vì nó không có phiền não. Bây giờ một cái đơn giản này, bây giờ ai cho sư 1.000 đô, có nghĩa là chúng sư vui. Nhưng mà phải có điều kiện nó mới vui. Một lát ai ở đây lại lấy 1.000 đô của sư á, thì điều kiện nó bị mất đi đúng không? Nó sẽ buồn ngay lập tức. Còn cái niềm vui hồi nãy nó vắng tất cả phiền não, không có ai khen mình cả. Đứng trước cái khen cũng không có vui, đứng trước cái người ta cho mình cũng quan tâm. Có nghĩa là nó vắng cái tâm mình, nó vắng trở về cái Phật tánh của mình á. Nhớ trong mỗi chúng ta nó có cái đó nha. Trở về sống với được với nó. Trong mỗi vị hàng ngày suy nghĩ quý vị có cơ hội sống với nó rồi, nhưng mà quý vị không được sống dài với nó thôi. Có những lúc quý vị không bị ai chọc tức, có không có ai ghẹo cái vị, rồi không ai khen cái vị, rồi không ai cái gì hết. Nó ở trong cái trạng thấy cái tâm mà nó rất là quan hỷ, cái tâm mà nó không vui ngắt ngương, mà nó không buồn cực đỉnh, cái tâm nó giống như nó đều như vậy. Đó là cái tâm Phật của chúng ta. Nhớ cái này nó không có điều kiện mà để sanh ra cái tâm này nha, và nó không có điều kiện mất đi được. Hồi nãy đó sẽ có cái chuyện 1.000 đô nó bay tút trên trời đó, nó vui lên đó, thì nó mất đi 1.000 đô nó sẽ tụt xuống tới âm phủ á. Còn bây giờ cái điều kiện mà sự vắng không có ảnh hưởng bởi cái phiền não đó là đang sống với mình đó, thì nó không có điều kiện đưa cho đến hạnh phúc, và nó không có điều kiện mất đi.
Bao giờ mà quý vị sống được với cái này ha, dài lâu, quý vị mới biết đạo Phật nó như thế nào, đúng không? Đức Phật chúng ta đúng không? Đức Phật suốt 49 năm hay là 45 năm theo cái lịch sử nào cũng vậy, Đức Phật sống hoàn toàn trong cái này. Đứng trước cái thành bại danh vọng của cuộc đời gần như Đức Phật không quan tâm. Vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói chuyện, vẫn sắp xếp, nhưng những cái đó không hề tác động đến cái chuyện mà cái tâm của Đức Phật. Ông nhìn mọi thứ đó giống như trò chơi của cuộc đời, không quan tâm. Nó có chi phối ông nổi không? Không. Mới sống mới gọi là niết bàn, mới an lạc. Còn gần như chúng ta, gần như ở trên cuộc đời, ngoại trừ Đức Phật ác vị La Hán, còn ngoài như chúng ta bị chao đảo bởi cái phiền não không? Chúng ta không buồn bởi cái danh á, có nghĩa là không mừng bởi cái khen á, thì chúng ta buồn bởi cái chê. Chúng ta mà không buồn bởi cái thành á, thì chúng ta là buồn bởi cái bại. Gần như bát phong nó thổi chúng ta sờ bờ sách bắt, khen thầy cũng thích mà chê cũng thích. Thành thì ai cũng ưa mà bại thì ai không thích. Vinh thì ai cũng thích mà nhục thì không ưa. Còn Đức Phật đứng trước bát phong đó nha, không hề cái nào lay động Đức Phật được. Sẵn đây nói luôn, quý vị mà khen Đức Phật đấy, quý vị tưởng Đức Phật mừng này, không mừng miếng nào cả. Ổng mừng là sự bắt đầu được ạ. Cái mừng đó là một cái trạng thái của phiền não vui, mà nó cũng là cái thứ phiền não. Dạ ha. Cái chuyện mà chê ổng xấu á, ổng buồn cái phiền não mình dễ nghe rồi. Là nếu mà một vị Phật là không còn thứ này. Nhưng mà cái người mà chứng vị Phật á, là cái phiền não mình vui á, nó một cái thứ phiền não. Nếu mà vẫn còn thứ phiền não này là không thể thành Phật được. Thì thôi, từ nay tới đây đừng có khen Phật nữa. Mình đừng cứ nghĩ là khen ổng không vui nha. Cái đó mình hiểu theo cái tâm tà, tâm phàm của mình thôi. Còn đứng trước bát phong, đứng trước cái sự khen chê vinh nhục của cuộc đời này, không có đặng miếng nào cả. Có chữ ổng cũng mô Phật, rồi có khen ổng cũng mô Phật cũng vậy. Trụ đến mức độ đó mới gọi là vị Phật, mới gọi mới sống được trong cái niết bàn này. Nhớ mọi chúng ta có cái đó nha. Ai cũng có cái Phật tánh, ai cũng có cái tâm đó cả, ai cũng có được quyền sống. Nhưng mà do cái điều kiện quý vị không có hay là có, suy nghĩ ở ngoài quý vị ít có cơ hội quá. Sáng mở mắt ra là tay trái tay phải nào kia nọ, con cái tiền bạc ô chúng ta tính, rồi bắt đầu đi làm tối ngày, cái chiều về cái rồi cái tử đâu khỏe rồi, lo đủ thứ luôn, gần như cái việc không có thời gian để cái việc tĩnh tâm. Nói thiệt quán chiếu là gần như ngoài cái việc muốn để cho cái tâm mà trở về với cái bình yên của mình, cái việc rất là khó, do cái hoàn cảnh, cái công ăn việc làm, con cái đủ thứ hết. Ngoại trừ những vị lớn tuổi thì nó có ưu tiên hơn, nó nhẹ hơn, cái được cái quyền, được cái đó nó nhẹ hơn. Còn cái tuổi trẻ nó hơi khó cái đó. Thì bản thân sư sư nói là cái phước duyên của sư, được cái sướng cái đó. Từ sáng tới chiều gần như là khỏe le. Sáng dậy là đọc bài kinh, nghe bài kinh cái, là từ đó cho đến chiều, ngoại trừ lâu lâu có người gọi hỏi thăm nói vài ba câu vậy, gần như trong từ sáng tới chiều cái đạo nằm trong cái điển Phật, nó ít có phiền não, nó ít có ai quậy phá, nó làm cho cái tâm chúng ta sống, có nghĩa là cái tâm dục vọng á, nhớ ha. Trong kinh Đức Phật nói chúng ta có hai cái tâm, mà đa số chúng ta sống trong vọng tâm không, không có sống trong chánh tâm. Chánh tâm là ổng nói vàng của ổng 49, vàng của mình 49. Ổng cũng có Phật tánh là từ bi hỷ xả mắc rưỡi vậy đó. Trong mình cũng có từ bi hỷ xả mắc rưỡi vậy đó.
Nhưng mà hàng ngày chúng ta không sống với chính mình, mà sống bởi cái vọng tâm, có nghĩa là cái tâm giả của mình, là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn có không. Chỉ có ngoại trừ suy nghĩ quý vị đi vào thiền định, nó tu hành thiền định, thì quý vị không có bị cái này nó quấy đâu thôi. Chứ còn là gần như là không giận thì hờn, không hờn thì nó buồn. Nhưng mà nhớ cái đó không phải của mình nha, cái tâm đó không phải của mình nè, không phải của mình. Nó là bụi, nó dính vào đây á, thì chúng ta có thể lau chùi nó được. Bây giờ sân mình tu tập mình loại trừ được không? Được. Tham mình loại trừ được. Nhưng mà cái của chính mình không bao giờ bỏ được. Đó là gì? Từ bi hỷ xả. Bây giờ quý vị có ác cực ác như tràn vô não đi nữa, cái từ bi hỷ xả quý vị có mất được không? Không thể được. Cái đó của mình không bỏ được. Bỏ, quý vị phải trở về sống với chính cái này nó mới vui. Cái đó không có khó, nó rất là dễ. Tập ly lần lần đi. Ly có nghĩa là bớt nhiều chuyện, bớt cái đi là nó khỏe thôi à. Cái này là quý vị phải tập thôi. Mà quý vị sống được với nó, quý vị biết đạo Phật là cái gì, Đức Phật là cái gì, Niết Bàn là cái gì. Chứ còn quý vị mà không hưởng được cái đó, mà quý vị chạy rồi quý vị né bởi là cuộc đời này vô thường, cuộc đời này ngã, vô ngã, cuộc đời này khổ, cái đó không phải chính thống của Đức Phật. Cái đó chẳng qua Đức Phật dạy quý vị cái cách chạy trốn đi, còn an lạc mà thôi. Còn cái chính Đức Phật chỉ chúng ta đang sống trong cái xã hội mà bề bộn vậy đó, nhận chân cho được của mình, không phải các thứ chạy vòng vòng đó đâu. Mà con người mình đứng trước cái danh đợi tiền tài mà chúng ta không chạy theo nó, chúng ta được bình yên, vẫn có an lạc hạnh phúc. Cái đó là mục đích Đức Phật ra đời để chỉ chỗ đó. Được chưa? Là một ý ha, một ý để ý cái chỗ này để kiểm chứng dùm. Cái thước đo tu hành mà không đụng tới tam sân si thì thua rồi đấy. Đi ngược với Đức Phật đó, mà cũng đừng có mong là được bình yên an lạc, cũng đừng có mong đi đâu cả. Nếu mà tham sân si vẫn đầy. Người chưa lìa được năm điều ác ấy thì tâm ấy chẳng được an lành, an định. Lìa được năm điều ác ấy thì trong tâm liền thanh tịnh. Tất nhiên, ví như vua Giá Ca Việt dẫn theo người ngựa với xe cộ lội qua một dòng nước, qua khỏi rồi vượt thoát, muốn tìm nước uống. Vua có hạt châu quý có thể làm trắng trong nước đục, liền dùng hạt châu ấy đặt xuống nước, nước đục tức thời lắng trong, vua liền có nước sạch để uống. Lòng người chất chứa điều ác ví như nước đục, đạo tâm được thoát sanh tử của hàng đệ tử Phật ví như hạt châu quý có thể làm lắng trong, nước lắng trong. Người trừ sạch được các điều ác rồi, lòng tính trong sạch vẫn sáng rỡ như hạt châu minh miệt. Đây lấy cái ví dụ thôi, có nghĩa là giống như là cái nước đục mà bây giờ muốn uống cái nước đó thì trong tiền thiết nó là có cái viên châu, bỏ vào cái ly nước đó thì tự động những cái đồ độc, cái đồ ái nó sẽ lăn xuống mà được cái ly nước trong uống. Thì ở đây không có gì xa lạ, ai mà đi xuống mấy năm về trước mà đi xuống Bến Tre rồi đó, cho tiền người ta không quý, nhưng mà cho cái gì tôi quý, cho cái viên gọi là hả chua gì đó, phèn chua. Cái việc múc một cái ly nước này là không thể dám uống luôn á, mà bỏ cái đó vô là tự động cái nó lắng cái đập cái đục nó xuống dưới không, ly nước đục trọc. Cái này nó cái trong thiên nhiên nó có những cái chất nó tự quá giải với nhau, không có gì lạ. Thì cái đó lấy cái ví dụ đó nói rằng trong cái tâm của chúng ta cũng y chang như vậy. Chúng ta có đầy những thứ phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta với cái tâm mà nhận thức được cái Phật tánh của chúng ta đều có, hay là chúng ta áp dụng những lời của Đức Phật để loại trừ những cái thứ phiền não đó đó,
thì chúng ta được một cái tâm Phật trở về với nó. Ví dụ giống như là nước, giống như là cái viên ngọc này để lọc cái những cái chất dơ. Cái giáo lý Đức Phật lọc tất cả những cái thứ phiền não để cho chúng ta trở về với Phật tánh trong sạch của chúng ta. Được chưa? Vua tán thán rằng lành thay, vua lại hỏi còn những người tinh tấn thành tính là như thế nào? Bây giờ hai đến cái chữ mà tinh tấn ha. Hồi nãy là niềm tin, bây giờ tới tinh tấn, thành tính là như thế nào? Na tiên đáp, hàng đệ tử tu theo Phật tự sách tấn làm gương cho nhau. Trong số ấy có người trừ hết các tâm ác, có người đắc quả tu đà hoàng, có người đắc quả tu đà hoàng, có người đắc quả A-la-hàm, có người đắc quả A-la-hán. Lại có những người học làm theo tâm thành tính, hết thảy những người ấy đều được thoát khỏi chốn thế tục. Ví như có trận mưa rất lớn trên núi cao, nên dòng nước dưới chân núi dâng cao mênh mông. Những người ở hai bên bờ nước đều không thể biết mức sâu cạn thế nào, nên sợ chẳng dám lội qua. Bây giờ có người từ xứ xa đến nhìn dòng nước biết được mức rộng hẹp sâu cạn, rồi tự lượng sức mình liền lội xuống nước mà vượt qua. Những người ở hai bên bờ liền biết trước theo người ấy, liền lội qua được dòng nước. Hàng đệ tử Phật cũng giống như vậy, phát khởi tâm thành tín vì thấy những người đi trước được tâm thanh tịnh, đắc quả A-la-hàm, tu đà hoàng, tư đà hàm, A-la-hàm và A-la-hán đều là nhờ nơi có thiện tâm với sức tinh tấn. Ở đây ha, ví dụ như mình muốn đi lên núi, đi qua núi á, thì bắt buộc mình phải hỏi những người đã từng đi qua rồi. Thì ở đây Đức Phật ví dụ giống như là không phải là mình tin vào cái lời Đức Phật một cách mù quáng, mà Đức Phật nói là coi những cái người phàm phu tục tử mà ta tu, mà ta đắc tứ quả sa môn, bây giờ ta được cái an lạc đó, thì những người phàm như chúng ta phải học hỏi, phải nương tựa những người này tiếp tục đi. Thì cái đại ý của cái đoạn đó quý vị ha, đó gọi là tinh tấn. Mà tinh tấn quý vị nhớ ha, tinh tấn nó có hai trường hợp. Tinh tấn mà làm ác á, nên không? Tinh tấn làm thiện nên. Tinh tấn làm ác giống như tinh tấn đi nói chuyện trên trời dưới đất, tinh tấn đi nói buồn vui người này người kia, ai cản cũng không chịu, cho nói thôi. Đó cũng có thật dục, cái dạng tinh tấn đó. Tinh tấn làm những điều mà nghĩa là nói xấu này kia nọ, cái đó trong đường lối Đức Phật không có dự tinh tấn. Mà tinh tấn ở đây Đức Phật khuyên á, là chúng ta cần làm những điều thiện, điều lành. Đó là gọi là tinh tấn. Chứ vì để ý ha, Kinh Phật dạy rằng người có tâm thành tín có thể vượt qua khỏi thế tục. Người tu hành trước phải kiềm chế, ngăn chặn được năm mối tham dục. Tự biết thân này là khổ, sao mới có thể cứu độ cho người khác. Hết thảy đều nhờ nơi trí tuệ mà thành tựu được đạo đức. Vậy đó, cái thứ năm, mà năm cái điều lành đó là trí tuệ. À, cái trí tuệ như thế nào hả? Đã học kinh điển nhiều mà giờ hỏi trí tuệ sao cũng khó mà giải thích ha. Nó rất là đơn giản, chứ mình đừng có hiểu trí tuệ nó mường tượng cái gì hết á. Cái trí tuệ chẳng qua là cái hiểu biết thôi. Mà cái hiểu biết của cuộc đời á, người ta biết không thấy được cái bản chất của sự việc. Đó Đức Phật gọi là si. Còn cái người mà hiểu biết được cái bản chất sự vật sự việc thì cái người đó gọi là có trí tuệ. Lấy thử ví dụ coi nè, ở đời trên cuộc đời này có ai mà ngoại trừ Đức Phật ra, những vị thánh đệ tử Đức Phật ra, có ai không mê bởi danh vọng không? Từ người trí thức cho đến người ngu, từ người giàu cho đến người nghèo, gần như ai cũng mê trong cái này thật. Cho một cái chức gì thích không? Cho một tài sản thích không?
Nhưng mà quý vị với dưới cái cặp mắt, cái lăng kính của Đức Phật phân tích cho quý vị thấy, cái tiền tài, cái danh vọng đó đó, cái địa vị đó đó, nó có mầm mống khổ đau gấp trăm ngàn lần những người bình thường quý vị. Mà cái này ở ngoài có rội thái không? Không. Rội thái đâu có thích, đúng không? Chỉ có kinh điển Đức Phật rội cho quý vị thấy. Ơn một cục tiền mà ngon lành, bây giờ bản thân là sư ơn 1.000 đô, có người 100 đô, có người 20 đô, có người không có đô nào hết, chúng ta không lấy. Giờ ra ngoài, ở ngoài đường kia ngủ, ai ngủ ngon biết không? Chắc chắn là sư ngủ không ngon rồi. Kè 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 1.000 đô sợ nó lỗ. Nhưng cái tay học lét không có đồng nào hết, chỉ là ngủ ngon. Cho mình thấy cái gì? Cái tiền tài danh vọng ở trong đó, cái mầm móng khổ đau trong đó không? Mà ở đời có ai thấy vậy không? Đa số là chúng ta thấy là có tiền bạc của cải là ngon lành không? Là hạnh phúc không á? Rồi danh vọng quý vị thấy bây giờ đang hiện tại bây giờ đó, những cái chức vụ, những cái địa vị bây giờ đó, cái vị tưởng đâu là nghỉ ngơi là khỏe à? Có sướng hay không? Làm gì ở ngoài mà thấy được cái đó? Chỉ có kinh điển Đức Phật mới rọi cho cái thấy nguyên hình nó cho nó thấy. Mà cái người mà đã thấy nguyên hình trong quá trình mình làm việc không có hạnh phúc miếng nào cả, mất đi hoàn toàn các hạnh phúc của chúng ta. Rồi bây giờ mình nghĩ rồi đó, nó cũng còn làm chúng ta đau khổ. Thích không? Nó lộ nguyên hình nó ra thích nữa không? Không. Mê gì nữa? Đổi mà cái bây giờ chúng ta không có cái chức vụ gì cả, không có tiền bạc gì cả, bây giờ muốn cà phê chạy ra kia rồi, ra đám hậu mà uống cà phê không lo gì hết. Những vị có chức vụ địa vị này kia nọ dám ra kia ngồi uống cà phê không? Đổi không? Thu gì đổi? Rồi chỉ có kinh điển Đức Phật mới rọi cho cái thấy nguyên hình. Cái hậu quả mà chúng ta hoàn toàn cho là cuộc đời này là tiền tài, là danh vọng, là hạnh phúc. Nhưng mà qua lăng kính Đức Phật cho cái thấy nguyên hình, nó không có cái gì hạnh phúc cả. Cái đó gọi là gì? Trí tuệ. Hết. Trí tuệ là vậy đó. Rọi thấy nguyên hình cái sắc của nó luôn. Mà rồi thấy được thì có không đam mê, không thích nó thì được cái gì? Cái vui, cái an lạc. Xong. Thử lại coi đi, cái vị ngồi tư duy thiền định đi, gần như không ai thoát khỏi quy luật này đâu. Nếu mà không học kinh điển, không phân tích chuyện này là cái vị mê ngắt ngữ. Cái tuổi 70-80 mà chưa tha nữa. Không dễ đâu nha. Cái này đó, tại vì cái lớp này phân tích cái vị thấy nó rõ nguyên hình vậy đó, chứ không phải dễ đâu. Cái tuổi 70-80 mà tiền bạc sợ mất, danh vọng địa vị tiếc, thậm chí mà sư nói mà tu mà không khéo á, 70-80 mà cũng kêu con cháu đệ tử rồi chả, lấy cái xe đẩy đẩy tới cho thầy, cho cha mẹ rò thôi. Cái cục này hồi xưa làm cái trụ này nó đẹp quá rồi, ông Phật này dễ thương quá. 70-80 mà chưa thoát khỏi cái quy luật mà vẫn còn đam mê trong cái danh vọng. Chứ đừng có nói tuổi trẻ nha. Cái đó là nó là quý vị có được an lạc hạnh phúc hàng ngày, quý vị phải có tư duy Phật. Không phải là xong mình tu cái kiểu đó cái mình ngán đời đó, không phải. Cái cách đó là cái cách sao? Nhìn thẳng, nhìn thật rồi chúng ta yêu đời nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại nhìn nó cũng như mọi thứ thôi, không có gì quý hơn cái nào cả. Có đưa xài chơi không có là không sao hết. Nhưng mà cái vị quý một cái gì đó mà cái đó nó hư một cái, nó thất bại một cái là cái vị ê chề cuộc đời, nhìn cuộc đời là không đẹp biết nào cả. Còn ở đây chúng ta nhìn thấy rõ ràng, không đam mê vào nó, chúng ta sống bởi cái tâm mà Phật của chúng ta là ngay lập tức chúng ta có rất là yêu đời. Mà chúng ta sống giữa cuộc đời rất là bình yên nữa.
thì quay đi quay lại nó tới nó lui là chẳng qua tới học đạo là để cho chúng ta bị cái cách sống khỏe sống sướng thôi. Tự hồi giờ sống không bị gọi là không thấy rõ vậy đó, mê ghiền. Rồi bây giờ ổng đưa nguyên cái kính chiếu hậu cho mình, cái kính gì để chiếu yêu á, nhìn thấy rồi bây giờ không mê nữa, sao ngon lành sống khỏe vậy. Không, Đức Phật không chạy dạy chúng ta chạy vô rừng nấp nha. Chạy vô rừng nấp đó là phương pháp nhẹ thôi, được chưa? Hôm nay mình dừng ở đây ha. Học kiểu này là đúng rồi, rõ ràng mình thấy quán. Nhưng mà mục đích mình học cái ý để mình tu mà ha. Những cái khổ đau hiện tại chúng ta đang bị khổ cái gì, học cái đó xử lý ngay chỗ đó. Đang khổ bởi cái ngã nó quá nhiều, của ngã sở quá nhiều. Mà giờ mình đi học tới cái chuyện mà thành thánh đâu trên trời không à. Ở dưới thì nó vẫn khổ như mọi người. Cái đó không cần, vô lý nhập Phật không dạy chuyện đó. Rồi, bây giờ này xin mời đại chúng chúng ta vào hướng này. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoàn thành